Em chào các bác nhé. Một video nữa trong ngày hôm nay, em mời các bác xem về một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản. Form dáng đời cao rồi. Cái mẫu này thì các bác biết là từ 2014 đến đời 2067 là một form, đúng không ạ? Hôm nay em sẽ review các bác xem chiếc xe này nhá. Mẫu xe được mang tên là Toyota Vios 2014 bản số sàn. Chiếc xe với lốp sơn là màu đen, biển Hà Nội, tên tư nhân các bác nhá. Đây em mở phần nội thất ra cho các bác xem qua khu vực nội thất bên trong một chút này. Đấy, với giá tiền cực hấp dẫn luôn, giá tiền rất là yêu luôn. Đấy, chưa tới 300 triệu mình có thể là mua được chiếc xe này về dùng rồi nhá. Và chuẩn bị thì em cũng về một con nữa với số tiền rất là yêu. Đấy, chỉ có tầm khoảng 260-270 thôi các bác nhá. Đấy, còn chiếc xe này thì với mức giá như thế nào thì các bác hãy nhìn vào tôi đây và alo cho bên em để thương lượng, để bàn một cái giá tốt nhất các bác mình mua nhá. Đây, nội thất đây. Đấy, xe thì rất là đẹp rồi. Với độ zin của xe còn khá là cao, như là máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin này, keo chỉ zin các bác nhá. Đây, đây là phía đằng sau đấy ạ. Những cái mẫu xe đời cao thì từ phần form dáng cho đến những cái phần đèn trước đèn sau đều được thiết kế đời mới rồi, đúng không ạ? Tuy rằng đời cao như vậy và tuy rằng form dáng đẹp như này nhưng mà giá tiền thì các bác biết hơn 200 triệu và chưa tới 300 triệu đồng thì mình có thể là mua được chiếc xe này về dùng rồi, đúng không ạ? Các bác có nhu cầu đổi xe, mình có nhu cầu là bán xe hoặc là mình đang thích, đang yêu chiếc xe này thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Có thể các bác đến xem xe trực tiếp ở tại siêu thị xe bên em, và có thể là bên em có thể đánh xe tới tận nơi, chuyển xe tới tận cơ quan, tận nhà để các bác xem về tất cả những mẫu xe bên em, đặc biệt là chiếc xe này, đúng không ạ? Đấy. Xe nào cũng vậy nhá, bên em chuyển xe tới tận nơi để cho các bác xem nhá. Mình xem xong ưng thì lúc đó mới được đưa ra quyết định các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Đây, em mời các bác mình xem sơ qua một chút thì em sẽ quay kỹ hơn. Đấy, phần táp ni rất là đẹp này. Đấy, vô lăng có túi khí các bác nhá. Màn hình camera lùi có cảm biến lùi, điều hòa lạnh sâu. Đấy, chiếc xe với thiết kế động cơ là máy 1.3, đấy, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, nội thất đây các bác nhá, nội thất màu kem kết hợp màu đen. Đấy, trần của xe này vẫn là trần nỉ. Một dàn lốp dày, một dàn lốp của xe thì rất là dày đây. Đây các bác xem. Đấy, chiếc này bên em mới nhập của một người cũng ở gần khu em các bác nhá. Đấy, sơn xi của xe thì rất là bóng đẹp đây. Thân vỏ căng, không lỗi các bác nhá. Thân vỏ của xe không hề có lỗi. Đây, mời các bác xem chi tiết về xe luôn, không để làm mất thời gian của bác nữa. Và em sẽ mở hết phần nội thất ra, quay các bác xem nội thất bên trong trước nhá. Sau đó thì tất nhiên là sẽ đến phần gầm, phần máy giống như thường lệ rồi, đúng không ạ? Dòng này thì nó cũng không có nhiều option, không có nhiều tính năng để giới thiệu nhiều. Đấy, quan trọng ở đây thì giới thiệu cho bác về cái độ chất của chiếc xe thôi. Và chiếc xe này thì bên em cũng hỗ trợ trả góp cho các bác được tầm khoảng 60% các bác nhá. Không cần phải bỏ ra một số tiền lớn đâu, chỉ cần là bỏ ra tầm khoảng gần 100 triệu, loanh quanh 100 triệu thôi thì mình có thể là sở hữu cái mẫu xe này về rồi các bác nhá. Đấy, một mẫu xe rất là lành bền và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và form dáng của xe thì đã được lên đời cao, và các bác có thể thấy là thiết kế rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Từ nội cho đến ngoại thất của chiếc xe. Đây các bác xem nhá, keo chỉ của xe là vẫn còn này, đúng không ạ? Mọi chi tiết, mọi phần của xe được thiết kế ra nhìn không bị lỗi thôi và không bị mất mốt, đúng không ạ? Đây, 2014 đến bây giờ thì các bác biết được cũng gần chục năm rồi mà chiếc xe vẫn được giữ một cái thiết kế thế này, quá là ok, đúng không ạ? Các bác mua về chạy dịch vụ hoặc là các bác mua về chạy đi làm, chạy xa thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp. Vì nhiên liệu của chiếc xe chỉ tầm khoảng 5 lít cho đến 6 lít trên 100 km thôi. Đấy các bác thấy không ạ? Nhiên liệu rất là ít. Ghế thì hơi bẩn một chút nhá. Cái này về mình đánh vệ sinh cái là ok thôi. Đấy, cần thiết bộ ghế này thì có thể là bọc lại được, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi, chỉ mất tầm khoảng 2 triệu là mình có thể là bọc một bộ ghế da mới rồi.
Đây, thì cái chân ghế của xe vẫn còn ốc 7 màu các bác nhá, không bị han gì gì. Thân vỏ không mục mọt các bác nhá, thân vỏ của xe là không bị han gì mục mọt. Đây phần táp lô đây, chỗ này có tú khí nữa đây. Thông tin của chiếc xe thì đều được ghi ở trên đây và đặt lên phần táp lô các bác nhá. Xe được lên một cái cam hành trình rồi. Và đăng kiểm của xe đến tận tháng 6 năm 2022. Rất là dài. Rất là dài các bạn. Cốp đồ đây. Điều hòa lạnh sâu và có cả chế độ nóng luôn các bác nhá. Đây, màn hình cam lùi đầy đủ. Có khóa khiển. Đấy, có khóa khiển nhá. Điều hòa thì hiện tại đang bật, em tắt đi một chút. Đây. Đây là vô lăng này, logo của xe đẹp này. Và đây là mặt đồng hồ của xe. Em quay từng chi tiết từng phần một cho các bác xem về chiếc xe này để các bác biết về cái độ đẹp, độ chất của chiếc xe. Tất nhiên thì em đang nói ở đây là về cái độ đẹp, độ chất so với giá tiền thôi. Còn tất nhiên thì so với những xe mà loanh quanh trên dưới 400 thì lại khác. Phải không các bác? Đấy, với tập tiền các bác mình bỏ ra với số tiền như vậy mà có được một chiếc xe như này thì cũng khá là ok rồi. Khá là tuyệt vời. Đây, từ cái những cái phần đẹp mà kính các thứ vẫn còn đẹp các bác nhá. Đây, tôn vỏ mỏng. Đây, gõ vẫn rất là kêu đây. Đây, cửa đóng chắc chắn, nhẹ nhàng chắc chắn các bác nhá. Đây, có xi nhan ở trên gương này, đèn đóm sáng, lốp dày. Xe mà các bác về mình không phải làm gì cả, chỉ việc đi thôi là xong đúc. Dòng này các bác mua về chỉ việc đi thôi nhá, không phải đầu tư gì nữa. Về mình có thể là mình vệ sinh, chủ yếu là vệ sinh thôi. Còn cơ bản của chiếc xe là ok hết rồi. Đợt tới thì bên em cũng sẽ nhập những cái dòng này nhiều nhiều hơn một chút nhá. Nếu các bác mình có nhu cầu thì mình cứ đăng ký kênh để theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên những chiếc xe mới về của bên em. Đèn đóm đằng sau rất là sáng, đèn pha cũng vậy, rất là sáng luôn. Sơn xi bóng đẹp sạch sẽ cả xe. Tôn vỏ của xe rất là đều và căng, đúng không ạ? Đây là khu vực phần nóc của chiếc xe nhá. Ở khu vực này là khu vực mà phía sau bãi xe của em. Đấy, phía sau bãi. Và đây là cửa này. Đây, cửa này các bác này. Ở trong kia thì còn rất là nhiều xe. 2000m2 thì hiện tại siêu thị cửa hàng bên em đang chứa là hơn 100 chiếc xe các bác nhá. Các loại đủ loại, trên dưới 100, trên dưới 5-700 triệu có xe, cũng có xe luôn. Đấy, các bác mình đang tìm mua thì hãy đến với cửa hàng bên em nhé. Và trong đợt dịch bệnh này các bác không đến xem xe được, bên em sẽ ship xe, chuyển xe, mang xe tới tận nơi cho các bác mình xem. Đấy, xem xong lúc đấy mình mới quyết định mua hay không các bác nhé. Đấy là một cách mà bên em đang tạo điều kiện trong cái thời điểm dịch bệnh này. Trong thời điểm này thì em biết các bác nhà mình rất là ngại đi xa, đúng không ạ? Và trong thời điểm dịch bệnh này thì giá xe nó cũng đã khá tốt so với lại một số những thời điểm trước rồi. Cho nên là em thấy là các bác trong đợt này mua xe rất là mạnh. Ngày nào bên em cũng bán được gần chục chiếc luôn. Ngày hôm qua bán được 6 chiếc, ngày hôm xưa cũng vậy. Và ngày hôm nay là 8 chiếc rồi các bác ạ. Đây các bác xem nhá. Đây tắp đi tắp nô, xe sáng sạch sẽ đây. Rất đẹp mắt. Quá là ok đúng không ạ? Nội thất của chiếc xe Vios đời cao này thì nó sẽ rộng hơn, dài hơn, cao hơn, to hơn so với những cái mẫu xe mà đời 2007 là 8 là 9, 10 11 12 13 nó cùng một form mà đúng không ạ? Không tính những cái đời mà đời thấp hơn 2003 cho đến 2007 một form các bác nhá. Dòng này thì từ 2003 đến 7 một form, từ 2007 đến 2013 là một form và 2014 trở lại đây thì đã lên hai form rồi. Đấy, keo chỉ này, răng cửa này, đấy. Những cái phần tắp ni ở đây là không bị bóng mờ bóng mòn này các bác này, nhiều con là chạy dịch vụ bóng mờ bóng mòn hết rồi, nhưng con này của em vẫn còn đẹp. Đấy, gai của xe nổi lên vẫn còn rất là cao. Đây các bác nhá. Những con bu lông ốp cánh cửa nó chưa tháo vặn đâu. Đấy, những cái phần móc khóa của xe vẫn sáng đẹp này. Đấy, bộ
ghế này theo em các bác về mình bọc lại cho nó mới nhá. Em thấy là nó cũng hơi bạc bạc một chút rồi, đúng không? Đây các bác thấy này, cái phần chỗ này nó hơi bạc một chút này, về mình bọc lại đi. Cái bộ ghế này là bộ ghế da mà cũng đã thay đấy, về mình thay một bộ ghế da khác các bác nhá, rất là rẻ tiền, được một bộ ghế mới đẹp đẽ hơn. Đây là phần tắp lô này, đây rất là chi tiết và đầy đủ về hình thức lộ ngoại thất của chiếc xe. Đây, cửa đây các bác nhá. Các bác cùng xem video và liên hệ sớm với bên em theo hai số điện thoại là 093 8586 307 hoặc 0389 000 555 để bên em hỗ trợ tư vấn về mọi thứ để các bác mình mua xe làm sao nhanh gọn các bác nhá. Sang tên đổi chủ thì bên em hỗ trợ cho các bác là bất cứ thời điểm nào, bất cứ lúc nào mà các bác muốn. Cũng như là các bác mình về thủ tục vận chuyển đi, bên em cũng sẽ hỗ trợ cho các bác đầy đủ nhá. Các bác chỉ cần là ngồi ở nhà thôi, em ơi đánh xe cho anh xem. Thế là bên em sẽ sắp xếp đánh miền Bắc thì sớm thôi, còn miền Nam thì các bác đợi cho em tầm khoảng 3 đến 4 hôm nhá. Đây là miền Nam. Miền Nam bên em vẫn bán bình thường vì bên em có hệ thống xe lồng, cho nên xe lồng chở vào xe chuyên dụng nhá. Còn bây giờ mời các bác xem phần gầm nhé, gầm là không mục mọt này. Không có hiện tượng là bị mục mọt han gì đâu. Rồi tiếp tục thì một phần rất quan trọng cũng như thường lệ thôi là phần động cơ. Chiếc xe máy 1.3 có nhá, máy phun xăng điện tử 1.3. À đây, cái gương này em chưa quay này. Một mẫu xe mà được rất là nhiều người quan tâm và tin dùng, đúng không ạ? Bởi vì một tính năng tiết kiệm, đồ đạc phụ tùng thay thế thì rất là dễ và rất là rẻ sẵn có. Và đây là phía động cơ của cái mẫu xe này. Đấy, mời các bác xem nha. Đây, cabo này. Đấy, khoang động cơ này. Máy ngon, bên em cũng đã kiểm tra. Đấy, máy của xe hiện tại vẫn còn zin các bác nhá. Đấy, máy của xe rất là gọn gàng này. Rất gọn gàng luôn. Đấy. Da máy của xe vẫn sáng đẹp. Đây là phần khoang máy, em quay các bác xem nốt phần gầm nha. Các bác cùng xem. Đấy, từng chiếc xe sẽ được em quay chi tiết như thế này. Chiếc nào cũng vậy. Đời thấp đời cao, ít tiền nhiều tiền em đều quay kỹ hết các bác nhá. Đây con xe này từ cái phần ba bô lê cô lốp, phần gầm của xe đẹp đây. Ở chiếc xe Vios 2014 bản máy 1.3 này em cũng đã quay và giới thiệu xong về cái tình trạng cũng như là về cái hình thức của chiếc xe rồi. Các bác mình khi xem xong rồi, mình hãy liên hệ để bên em chốt giá cho các bác nhá. Đấy, giá đưa lên như vậy, giá đưa lên ở phần tiêu đề vẫn có lùi thêm, vẫn có bớt thêm, cho nên là khi mình đã quan tâm, mình thực sự thiện chí rồi thì cứ nhấc máy nhiệt tình alo để bên em tư vấn và chốt giá nha các bác nhá. Các bác tới địa chỉ là 90 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Nếu các bác muốn đến xem xe trực tiếp ở Hải Dương thì các bác mình sẽ có cái loại giấy như thế này, là em cũng sẽ chia sẻ luôn. Đấy là giấy giấy test PCR các bác nhá. Đấy, có kết quả ngay trong ngày hôm sau và có tác dụng là trong 72 giờ. Đấy, các bác nghe mình, nếu mà muốn đến xem xe trực tiếp thì các bác hãy test COVID trước khi đến các bác nhá. Còn thì một cách mà rất là dễ, đấy là bên em có thể giao xe đến cho các bác nhà mình, chỉ cần là ngồi ở nhà thôi là bên em có thể giao lên cho các bác nhà mình xem rồi các bác nhá. Video này em xin được tạm dừng và kết thúc ở tại đây. Gặp lại các bác vào những video lần sau. Các bác nhà mình nếu mà thấy những chiếc xe bên em phù hợp với các bác thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ nhá. Em cảm ơn ạ.